Vừa qua thì Thủ tướng Anh đã có cuộc họp với lãnh đạo của ba vùng lãnh thổ thuộc nước này là Bắc Ireland, Wales và Scotland. Cuộc họp mặt xoay quanh vấn đề xác định vai trò của ba vùng lãnh thổ này về tương lai của Anh quốc với EU hậu Brexit. Tuy đã có những biện pháp được đưa ra, nhưng Thủ hiến Scotland vẫn không thực sự hài lòng với quyết định của buổi họp và tuyên bố để ngỏ các tình huống, kể cả việc rời khỏi Anh quốc. Trong cuộc thảo luận với lãnh đạo từ ba vùng lãnh thổ trực thuộc, Thủ tướng Anh cho biết sẽ thiết lập một ủy ban mới, nơi sẽ tiếp nhận ý kiến của ba vùng về tương lai của Anh quốc với EU hậu Brexit. Phía Scotland, Thủ hiến Nicola Sturgeon cho biết bà không hài lòng lắm về kết quả của buổi họp mặt này, mặc dù bà đã đặt nhiều niềm tin vào nó. Bà Sturgeon mong muốn mỗi thuộc địa của Anh đều có quyền hạn trong việc đưa ra những quyết định liên quan đến Brexit. Theo bà, Scotland vẫn sẽ giữ nguyên quan điểm tiếp tục mối quan hệ với EU và sẵn sàng trước mọi tình huống, kể cả việc rời khỏi Vương quốc Anh. Chúng tôi sẽ làm mọi cách để tránh những hậu quả liên quan đến Brexit. Nếu điều đó không thể được, chúng tôi sẽ tách ra thành một thị trường độc lập, mặc cho phần còn lại của nước Anh quyết định rời bỏ. Nếu tất cả các cánh cửa đóng lại, tôi sẽ không để Scotland bị nhấn chìm theo Brexit. Chúng tôi có quyền đưa ra quyết định khác tốt đẹp hơn. Sau Brexit, Anh đứng trước nguy cơ đổ vỡ nội bộ khi mà hai vùng thuộc địa của Anh và Bắc Ireland và Scotland đều cân nhắc sẽ tuyên bố độc lập khỏi vương quốc này. Các chuyên gia khuyến cáo, nếu Thủ tướng Anh không tiến hành xác định vị trí của bốn lãnh thổ thuộc Anh trong những quyết định liên quan đến Brexit, thì một cuộc khủng hoảng chính sách rất có thể sẽ xảy ra.